Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với một cái chuyên mục, đó chính là chia sẻ về những cái kinh nghiệm về cách nuôi hamster để cho các bạn nha. Và hôm nay cái nội dung mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là về cái vấn đề là hamster nó cắn nhau và cái nguyên nhân nó như thế nào và cách mà chúng ta có thể khắc phục được cái nguyên nhân này nha. Thì mình thấy có khá là nhiều bạn hỏi mình về cái vấn đề là hamster nó cắn nhau, đặc biệt là những con hamster mà các bạn mới mua về. Bạn để chung với những con hamster cũ á, thì những con hamster cũ nó thường là nó sẽ cắn con hamster mới của các bạn. Đấy, rất là nhiều những con nào mà hiền á thì nó cắn một vài lần thôi, một vài cái thôi thì nó là làm quen được. Còn những con mà hung dữ đó thì nó cắn đến khi nào mấy con mới nó chết thì thôi. Đấy, vì thế là khá là nguy hiểm. Vì thế là các bạn nào mà mua hamster mới về á thì các bạn cần lưu ý nha. Các bạn có thể đem cái con hamster cũ của bạn ra shop và để chung cái con hamster mới vào thử xem là hai con đó nó có là hợp với nhau hay là không. Đấy, nó có cắn hay nhau hay là không. Nếu không cắn thì các bạn mua về. Còn những bạn nào mua hamster ở xa thì các bạn cần lưu ý. Hoặc là các bạn có thể áp dụng những cái cách sau đây mình chia sẻ cho các bạn thì có thể là những hai con hamster của bạn nó sẽ làm quen được với nhau và nó sẽ không cắn nha. Và sau đây là những cái nguyên nhân mà theo mình nghĩ là những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc là hamster nó cắn nhau. Thì hamster là một loài chuột của các bạn thì nó có là cái tính tự vệ về cái lãnh thổ của nó rất là cao. Vì thế là trong cái chuồng của nó thì luôn luôn lúc nào là cũng có mùi nước tiểu hoặc là mùi cơ thể của nó, của riêng một cái con đó. Và nếu như mà các bạn mua một con chuột mới về mà con chuột cũ nó nghe cái mùi lạ quá thì nó sẽ gọi là vào và nó cắn con chuột mới liền. Cái đó là theo mình nghĩ là nó gọi là khả năng bẩm sinh của nó. Đấy, khả năng tự vệ, cái chỗ ở của nó, bẩm sinh của nó. Vì thế là nó nghe một cái mùi của chuột khác vào thì nó sẽ gọi là cắn con chuột đó liền. Thì hamster thì nó có cái bản năng hoặc là bảo vệ chỗ ở của nó rất là cao luôn. Với lại là cái lỗ mũi của nó rất là thính. Vì thế là khi mà các bạn để một cái con chuột mới vào mà có mùi cơ thể gọi là nhẹ nhẹ thôi là nó sẽ gọi là xây lại, nó chạy lại, nó cắn liền. Đấy, giống như con sóc ở dưới mình có nuôi một con sóc cái á, thì nó chỉ ở chung được với một con đực bằng chanh thôi. Còn nếu như mà mình để chung với hai con này là nó cắn hai con này tới chết luôn. Và cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến hamster nó cắn nhau nữa đó chính là về dòng hamster. Thì nếu như các bạn nuôi hamster đó thì mình khuyên các bạn là để cùng dòng. Ví dụ như là dòng Winter White thì các bạn để chung với Winter White. Campbell thì các bạn nuôi chung với Campbell. Bia, đặc biệt là bia nha. Bia thì các bạn phải nuôi chung với bia. Đấy, nuôi riêng cái dòng bia đó thì bia nó rất là lớn. Và bia thì nếu như mà các bạn nuôi chung với mấy cái con nhỏ nhỏ này mà lỡ như mà nó cắn một cái là con bia thì các bạn đã biết rồi đó. Răng của con bia nó rất là bén và lớn. Nó cắn con này một cái thôi là coi như là mấy con này là đi luôn đó. Ok, thì các bạn lưu ý thì các bạn nên để cùng dòng với nhau thì nó sẽ cái khả năng mà nó cắn nhau sẽ là ít hơn. Và cái nguyên nhân thứ ba đó chính là về tính tình của mỗi con chuột mà các bạn đang nuôi. Thì có con thì nó hiền, ví dụ như là con này nè, con này là con cũ mình nuôi khá là lâu rồi thì con này nó khá là hiền các bạn, nó khá là hiền. Rồi con sóc này thì mình mới mua mới đây của một chị khách mình thôi thì mình để cái con mới này vào chung con vàng chanh, con vàng chanh cũ này thì con này cái tính nó khá là hiền các bạn, vì thế là nó sẽ không cắn con này. Đấy, nó không cắn con này nha, cho nên là mình mới để chung hai con này được nè đó. Còn nếu như mà mình để chung con này với lại con sóc lớn mình để dưới nhà thì chắc chắn là con này nó bị cắn cái chết luôn các bạn. Đấy, không chết thì chảy máu, và chảy máu thì cái vết thương của mấy con này thì mình điều trị khá là khó. Đấy, các bạn không điều trị mà các bạn điều trị mấy vết thương con này mà không ổn á thì có thể là nó bị lở và dẫn đến tử vong là rất là dễ luôn, tại vì sức khỏe của mấy con chuột này rất là yếu nha các bạn lưu ý điều này nha. Thì đó là ba cái nguyên nhân mà theo mình thấy là cơ bản nhất dẫn đến việc là hamster nó cắn nhau. Ngoài ra thì có nhiều nguyên nhân khác nữa thì đó các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Rồi, và về cái cách khắc phục thì sao? Thì có nhiều bạn nói rằng là cho nó tắm cát. Đấy, tắm cát chung như thế này. Hoặc là các bạn bắt mỗi con ra cho nó tắm cát với nhau thì nó sẽ là làm giảm cái mùi cơ thể của mỗi con. Thì để vào thì có thể là nó sẽ không cắn. Thế mình nghĩ là nó cũng có tác dụng nhưng mà đối với một số con thôi. Còn một số con, còn đa phần thì các bạn cho nó tắm cát thế nào đi nữa thì các bạn để vào thì con chuột nó vẫn nghe được cái mùi cơ thể của cái con chuột khác. Đấy, tại vì cái lỗ mũi con chuột nó rất là thính nha. Nó thính hơn cái con mắt nó rất là nhiều. Con mắt nó thì nhiều khi là nó không có là nhạy bằng cái lỗ mũi ở đâu. Đấy,
thì cái cách mà tắm cát này theo mình thấy thì nó không có gọi là hiệu quả cho lắm. Rồi, và cái cách mà theo mình thấy là nó sẽ gọi là giải quyết được cái vấn đề là hamster nó cắn nhau mà mình thấy ok nhất là các bạn phải gọi là tách cái con chuột của bạn ra, mỗi con phân nửa lồng. Thì cách này các bạn có thể sử dụng cái lồng 2 ngăn. Đây là lồng 2 ngăn. Rồi và đây là cái lồng 2 ngăn nha các bạn. Thì cái mẫu lồng 2 ngăn này theo mình nghĩ á, là nhà sản xuất người ta thiết kế ra là dành cho những cái con chuột nào mà hai con mà nó cắn nhau quá. Thì mỗi bên thì các bạn để một con, ví dụ con sóc thì các bạn để bên này đấy, con bằng chanh này thì các bạn để bên này đó. Còn chính giữa là nó sẽ có một cái tấm lưới nha các bạn, một cái tấm lưới sắt. Thì để khi mà các bạn để hai con hai bên như thế thì hàng ngày nó sẽ gọi là nhìn nhau đấy, rồi từ từ nó sẽ quen mùi nhau. Thì các bạn để trong đây chắc khoảng đâu đó là một tuần, nếu như mà những con nào mà nó hung hăng hơn nữa thì có thể là nửa tháng đến 1 tháng. Thì các bạn để trong vòng khoảng 1 tháng đi thì cái khả năng là nó quen mùi nhau thì rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó, mùng cưa thì các bạn lót chung một loại mùng cưa thì nước tiểu nó thấm vào mùng cưa thì hai con nó sẽ quen cái mùi nhau đấy, và từ đó thì nó sẽ làm quen với nhau rất là dễ dàng. Cái cách này thì mình thấy khá là hiệu quả. Còn nếu như mà các bạn không có gọi là chi phí nhiều để mua một cái chuồng như thế thì mình có một cái video làm cái chuồng tách ra làm hai á bằng cái thùng nhựa á, thì các bạn có thể tham khảo video của mình. Một tí mình sẽ gắn cái tag ở trên cái video này nha, các bạn có thể nhấp vào và xem cách mình chế tạo cái thùng đó như thế nào, giá nó sẽ rẻ hơn mua một cái lồng như thế này. Còn các bạn nào có chi phí nhiều thì các bạn mua luôn một cái lồng đó, giá hiện tại bên mình bán là 210.000. Đấy, các bạn nào muốn mua thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Những cái mẫu lồng như thế thì cái mẫu này hình như mình còn có một hay là hai chiếc thôi nha các bạn, tại vì lúc này dịch bệnh rồi đó, mình không có gọi là hàng về, lấy hàng về được nữa. Đấy, bên Trung Quốc đồ người ta không có cho xuất hàng đi nữa nha các bạn đó. Bởi vì vậy là lồng lúc này giá nó lên khá là cao, với lại là không có lồng để bán luôn. Rồi các bạn nào lấy thì nhanh tay lẹ chân nha. Rồi thì cách mà làm cho hai cái con chuột này, hai con chuột mà nó xa lại nhau mà nó quen nhau được để nó không cắn nhau nữa, thì hiện theo mình thấy là chỉ có một cách này là ok nhất, hiệu quả nhất đó. Thì các bạn có thể áp dụng theo cách này của mình. Còn về việc mà tắm cát đồ thì mình thấy thì nó không có gọi là hiệu quả cho lắm. Còn ngoài ra thì sẽ có nhiều cái cách khác nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên Google hoặc là các hội hamster rồi đó, có rất là nhiều bạn anh chị chia sẻ với nhau trong hội hamster. Rồi và đó là những cái nguyên nhân cũng như là những cái cách mà các bạn có thể khắc phục về việc hai con hamster nó cắn nhau đấy. Thì khi mà các bạn mua một con hamster mới về để chung với một con hamster cũ thì các bạn nên lưu ý là khi mà các bạn mới để vào thì các bạn phải quan sát nó một thời gian, khoảng đó là nửa tiếng hay là gì đó, để xem là hai cái con đó nó có cắn nhau không, đặc biệt là cái con cũ nó có cắn con mới hay là không. Đấy, để thôi là các bạn để vào, nhiều khi là các bạn mới để vào thì nó chưa cắn đâu, và khoảng một vài phút sau thì nó mới bắt đầu cắn. Thì lúc đó mà các bạn không quan sát thì có thể là cái con mới nó hiền quá thì nó sẽ bị con cũ cắn đến chảy máu và là chết luôn. Thì cái việc đó không hay cho lắm. Hoặc là cái con mới nó hung quá thì nó nhào vô nó cắn con cũ luôn không chừng. Đấy, nói chung là mấy con chuột này thì tính tình nó thất thường lắm, các bạn phải lưu ý là quan sát nó thường xuyên một tí nha. Rồi tới khi nào mà nó quen nhau như là hai con này nè, đấy, như hai người bạn luôn, thì các bạn mới an tâm mà để cho nó ở chung một chuồng nha. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và hôm nay mình muốn chia sẻ như thế để mà các bạn nào mà có thắc mắc về cái vấn đề mà hamster cắn nhau á thì các bạn đỡ thắc mắc hơn, cũng như là mình chia sẻ một cái cách mà các bạn có thể áp dụng theo để mà làm cho hai con chuột của bạn nó làm quen nhau nha. Rồi và cảm ơn các bạn xem hết video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn nha. Các bạn nào mua hàng thì inbox ở phía dưới link trang fanpage, mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.